Cả cuộc đời này những Đức mong làm sao mà mình đừng bao giờ làm chủ trì bất cứ một ngôi chùa nào hết. Cái này là cái nhận thức càng sâu nữa đó quý vị. Nhận thức càng sâu nữa đó. Có nghĩa là tất cả anh em bên cạnh những Đức là mấy ổng sau này, nếu mà có nhân duyên là để cho mấy ổng đứng tên chùa chiền hết. Riêng những Đức nhất định là không có. Con đường này đi nó mới đặc biệt. Và nó khỏe, vô cùng khỏe quý vị. Khỏe lắm. Tại vì làm chủ trì một ngôi chùa là khi có chuyện gì là lôi mình ra, kêu mình đi chỗ này chỗ kia, phải gặp người này người nọ. Làm sao mà thuyết pháp? Tại vì nó dính vô rồi. Cái gì là người ta kêu mình. Còn bây giờ nếu mà cái duyên ở trong chùa mà người thuyết pháp thì ra thuyết pháp đi, người hướng dẫn tu ra hướng dẫn tu đi, người lo chúng lo cho chúng, người chủ trì là ra chủ trì đi. Tự nhiên nghe quý vị, cái người mà giảng pháp nó lên đô. Còn nếu không mà nó dính vô vai trò chủ trì một cái là có gì là kêu mình à. Kêu mình cứ họp hội, kêu mình, phải kêu mình, kêu người đứng tên á. Kêu mình thì mình phải đi, không đi không được. Mà mình đưa cho người này người kia đi là bắt đầu là người ta nói mình trốn tránh trách nhiệm. Còn nếu như mình thà đừng có dính cái gì chân, vậy thì con đường này mình đi vô cùng là đặc biệt tự tại. Chắc chắn luôn. Nó càng suy nghĩ rồi mới thấy, ô thì ra là đừng có nên dính vô nghe những Đức, phiền phức lắm. Nó có khi mình mày đứng vai trò gì mà mày lo cho chúng đặc biệt hơn. Đứng vai trò gì như mấy ông trong chùa, như những ăn những ngôn rồi mấy ông đó mà đứng tên chủ trì ngon hiền, hiểu không? Nó mấy ông đó không hiền, hiền không lo tu mà không hiểu lắm, không lo tu, không biết sao này thì sao. Nhưng mà những ngôn cũng lớn tuổi, không già 60 tuổi, không những ăn thì lúa lúa bình dân vậy đó. Mấy ông đó mình cứ cho ông là chủ trì đi, không có lật đổ đừng có sợ. Cái người đó đó cho làm chủ trì đi, là quý vị chỉ sao ta làm vậy. Tuy quý vị không có đứng tên tuổi nhưng mà mình hỗ trợ với người ta là nó cùng chung tay đẹp lắm. Đặc biệt mà chính mình nó cũng khỏe, mà tâm đạo giữ tu nó cũng dễ hơn. Đừng có đứng vai trò đó. Những Đức thấy là như những Đức mà nếu làm được điều đó là đặc biệt. Có nghĩa là rất nhẹ nhàng, rất khỏe. Nên những Đức thấy cái cõi đời này quý vị ơi, cố gắng mà niệm Phật đi. Nghĩ ngợi cái gì xa vời chứ cho nó mệt. Cũng như ngày nào cũng là ngày vui gì là đặc biệt rồi, bây giờ nghĩ gì cái chuyện xa vời. Nếu như mà hàng Phật tử cộng tu sống ở ngoài đời đồ này kia đều, nếu quý vị mà mỗi ngày hai vợ chồng một hai đứa con mà biết tu, cái này là quá hạnh phúc. Còn nếu như bản thân mình biết tu thì mình cố gắng luyện cái niềm vui về chính mình cho nó tốt. Đối với cái chuyện giàu nghèo nặng gánh quá thì mình cũng không phải là mình nói với chồng chưa tu mà xả bu xả này kia, không nói. Nhưng nếu mà cùng chí hướng thì nói được, còn nếu mà chưa cùng chí hướng thì đừng có nói. Mà trong nội tâm của mình là đối với vật chất của cải mình nhẹ lắm. Mình nhẹ đi, tức khắc quý vị sống vui vẻ an lạc liền. Người ta nặng nề là chuyện người ta, còn quý vị nó an lạc lắm. Nó an lạc lắm mà nó cũng không thiếu thốn cái gì nữa. Mà hình như là quý vị thấy rằng là cái cuộc sống mà một ngày ba buổi cơm hình như là nó không có gì nặng nề. Nó không có gì nặng nề mà ngộ thai nghe. Càng buông thì càng nhiều. Mà nhiều mà không chấp này mới đặc biệt nè. Càng buông thì càng nhiều, mà nhiều mà không chấp. Chứ không phải là buông là đá, đến mà đá luôn, không phải. Có nghĩa là không chấp mà đến là điều khiển cái nhân duyên. Vậy là đặc biệt lắm quý vị. Nhưng mà không đi tìm, tìm là phán duyên. Còn đá đổ cũng phán duyên. Nên tùy duyên nó đến, đến rồi điều tiết. Nhưng mà không kêu gọi, không đặt vấn đề, không suy nghĩ nó là làm việc lớn lao gì. Mà những việc gì làm được thì làm, nhưng mà không có bị nó buộc ràng. Vậy thì quý vị sống quá tự tại. Nhưng mà phải có một cái tâm mà khẳng thiết niệm Phật này nè. Khi niệm Phật là phải khẳng thiết chân thành mà niệm. Phải từ cái tâm, từ tim mình mà niệm ra. Chứ nếu như mà nó lơ niệm cho có, niệm cho nó qua ngày đoạn tháng thôi, thì thấy niệm gì cho nó không an lạc cái tâm. Cái niệm mà nó chân thật rồi, nó có sự an lạc tâm dữ lắm quý vị. Như hồi sáng có một cái cô gặp những đứa, cô hỏi một câu: thầy ơi, con biết niệm Phật mà con cũng ái nhiễm người thân gia đình nặng lắm. Niệm Phật thì cũng niệm, mà ái nhiễm người thân thì ái nhiễm dữ lắm thầy ơi. Bây giờ con phải làm sao thầy? Những Đức nói: vậy vừa niệm Phật vừa ái nhiễm, cứ niệm đi, niệm từ từ. Chứ ai mà không nhiễm, ái không nhiễm không sanh ta bà mà. Niệm không nhất không sanh cực lạc. Đến cái cõi đời này không ai mà không ái nhiễm hết chứ. Đừng có muốn đá đổ nó thì có khi nó quay lại nó bức mình luôn.
mà mình hãy lo niệm Phật đi, chịu niệm Phật là được rồi. Còn nếu mà nói rằng á, là bây giờ người này niệm Phật mà tâm còn ái nhiễm gia đình nặng nề, còn dính mắc gia đình nặng nề, mỗi người nó đều có cái nghiệp khác nhau thôi. Nếu như mình muốn khuyên người ta thì mình làm đi, mình chân thật mình làm đi, mình được an lạc đi, rồi người ta thấy mình như vậy, từ từ người ta làm theo, từ từ người ta làm theo chứ gì hết á. Thí dụ như bây giờ mình đừng có kêu người ta buông xả, mình buông xả là tự nhiên người ta sẽ làm theo à. Quý vị coi chương trình người khiếm thị hồi sáng, quý vị coi cái người mà người ta mà đến mà người ta tặng tiền người khiếm thị đông quá quý vị, quá trời đông luôn. Những đức thấy người khiếm thị đi đến chùa mình cũng có phước lắm á nghe, quà bánh tiền bạc gì người ta tặng quá chàng luôn, nó cũng được lắm á, xe cộ gì người ta bao cho đi hết trơn còn gì nữa. Nghĩa là đâu mà chương trình mà đi đến trả tiền xe hết trơn à, xa gì cũng chạy đến đây là bao nhiêu tiền là trả tiền à, đâu thấy gì đâu mà giống như tiền như giấy ha. À, gì đâu mà điếm đưa bị coi thấy rõ ràng á. Xe đến hỏi nhiêu tiền, 5 triệu 5 triệu 10 triệu đưa 10 triệu cứ vậy. Mà trên đó chở 50 người, cứ khi 2-3 chiếc. Như quê Nhị Đức là mấy trăm người, từ An Giang lên đây mấy trăm người, 5-6 chiếc xe 50 chỗ. Nó nghĩa là như vậy nên nó mới thu hút quá trời luôn quý vị coi. Đến niệm Phật, niệm được mấy tiếng hồ. Nó chư tổ sư nói một câu á, ở trong đạo tràng niệm Phật á, 5-10 phút á, còn hơn một ngày làm được nhiều tiền. Vậy thì họ niệm được gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị lo cho họ đi đến đây niệm Phật. Những người khiếm thị này, họ được cái kết cái duyên niệm Phật. Chỉ cần câu Phật hiệu này nghe qua tai, dù tin hay ngờ cũng trở thành thiện căn. Nếu như hiểu được rồi thì quý vị làm, quý vị không cần ngại chút nào chứ. Không có ngại, không có sợ luôn. Vì sao? Hiểu rồi. Làm không cần tính toán, không cần lo âu chứ. Những đức thấy nghe, cái việc làm những đức nó bền bỉ vô cùng nghe. Là chỉ ngay có chỗ này mà kinh nghiệm nè. Nếu như những đức mà kết hợp với Phật tử là không có bền đâu. Trời ơi, kết hợp với Phật tử là không có bền. Thí dụ như bây giờ chương trình mình làm lên, cái người ta đem tiền lại, người ta đưa cho mình, người ta gom lại cho mình, cái mình mới chi ra. Không bền. Trời ơi, đây là kinh nghiệm. Nếu như mà những đức mà đưa lên tư tưởng này thì những đức không có bỏ ra một cắc. Mà mỗi lần chương trình khiếm thị là thu vô, không có gì biết á. Thí dụ như bây giờ tất cả quý Phật tử đưa tiền cho thầy, rồi thầy bỏ vô bao thư thì chi ra cho. Bắt đầu ai cũng khắp nơi, người ta đổ về, người ta đổ vô ngay mình, đổ gì hồi trưa đó nhiều tiền lắm á quý vị. Nếu mà tất cả phái đoàn đó mà đưa tiền cho mình là nhiều lắm á, đổ ngay mình đó, rồi xong mình mới chi ra. Mình chi ra thí dụ như một người 100-200 là xong rồi. Phật tử không có ai cho được, nhưng chỉ có mình cho, đổ ngay mình cho ông thầy làm thôi, đúng không? Thì bắt đầu là từ từ bắt đầu là người ta đổ ít, cái mình cũng giảm, từ từ cái mình thấy chán quá, tổ chức chương trình mà đâu có thạnh tiền gì đâu, thôi nghỉ, bỏ cuộc, thấy chưa? Còn cái này những đức tổ chức chương trình là những đức muốn cho Phật tử á, tự người ta có cái tâm cúng dường, người ta cúng luôn tự tay người ta làm đi, rồi người ta để cho con cháu người ta làm luôn đi, chứ mình không có chen vô cái chuyện đó mà để cho mình làm, mà những đức muốn cho Phật tử người ta làm luôn á. Từ nơi đó mà những đức có nhiều, những đức làm nhiều, mà ngộ thay là 2 tháng là tự nhiên những đức có tiền, những đức làm à. Nên chương trình cứ mấy năm chờ làm hoài làm cũng được đó, nó không có thiếu tiền. Đó đây là kinh nghiệm nghe. Nếu như những đức mà kêu tất cả Phật tử phải đưa tiền những đức, rồi những đức tự mình những đức chi ra là bỏ cuộc liền, không gì ơi, nghỉ làm à, không có tồn tại, không có lâu dài đâu. Giống như máy niệm Phật, máy nghe pháp của chùa mình á, cái nào tặng là tặng, còn cái nào đặt giùm là đặt giùm, quý vị coi tồn tại không. Công nhận là nó bền bỉ vô cùng luôn, tối ngày luôn, quanh năm suốt tháng, mới về 10,000+ cái máy đi, nghe pháp nữa kìa. Nghĩa là đặt như vậy đó, rồi phải hỏi mà máy năng lượng mà niệm Phật nó về những đức tặng đâu hơn 1,000 cái ngay cái bữa chủ nhật á, còn nhiêu là bắt đầu là cứ là đặt giùm vậy đó, cứ đặt giùm mà làm hoài luôn. Vừa mới về là những đức đặt tiếp tục 3,000 cái năng lượng niệm Phật nữa rồi đó. Quý vị coi, tại đặt giùm nên giữ vốn, có vốn hoài, còn vốn hoài nên làm hoài, mà Phật tử có cơ hội đặt máy mà Phật tử đem đi tặng người ta. Rồi bây giờ năng lượng này tiếp tục là xuất hiện những đức ở ra ngoài mộ nè. Năng lượng mặt trời này những đức ra mộ chơi nhiều nè. Nó ra mộ dãy cỏ đâu nè. Mình mà ra mộ nhiều á, mai mốt á, mình chết á, ma cũng ủng hộ lắm. Tại sao?
Trời ơi, ma nó biết cái tiếng ông này, biết ông Nhân Đức niệm Phật cho nó nghe. Khi mà mình vừa sắp sửa chết, ma đến là không có trở ngại. Ma đến niệm Phật nói tại vì cái ông này ông làm máy năng lượng, đem ra ngoài mã, ngoài mồ, ngoài nghĩa trang niệm Phật cho mấy đứa tôi vui quá trời ngoài đó. Nên ông này gần chết tôi phải lợi hộ niệm đưa ông đi mới được. Thấy không? Vì con người cũng hộ niệm mà ma cũng hộ niệm, không có trở ngại. Tại mình nghĩ cho người, nghĩ cho ma luôn mà. Nhớ nghĩ cho ma mà không có chấp ma nghe. Tôi biết người, ma tôi biết có ma, nhưng mà tôi không có chấp vào cái hình tướng mà tôi không thấy. Nhớ mình là người tu nó phải xác thực đi quý vị. Thí dụ như bây giờ mình thương là mình thương cái xác thực là thấy nè, hình tướng con người nè. Rồi từ cái hình tướng con người này mà nó phát tâm thiện, nó mới lợi ích cho chúng sanh vô hình. Hiểu không? Còn nếu như mỗi ngày mình chạy theo chúng sanh vô hình là mình trở thành mê tín. À, nó lúc trước ngày xưa trên Đà Lạt có một cái chú này bên cạnh Nhân Đức á. Mỗi lần ông đi cúng thiết thực chỗ này chỗ kia là ông về, ông gặp Nhân Đức ông nói nè, ngày hôm nay khoảng 2000 hương linh giảng sanh. Nhân Đức hỏi sao biết? Đang cúng thiết thực tự nhiên thấy hoa sen rước hương linh đi tấp nập tấp nập tấp nập tấp nập. Nhân Đức nói mô Phật. Người phàm mắt thịt mà sao mà thấy được cái điều đó. Nếu mà nói là mình mà đi thấy cái điều đó là cũng không dám nói nữa. Tại vì sao? Vì cái cảnh giới gì nó không đúng. Tại vì mình là người phàm mắt thịt mà mình nói mình thấy vậy, mà mình thấy mình cũng không dám nói nữa. Tại vì mình nói người ta sẽ nói mình là dùng những cái lời nói mà đi dụ dỗ công chúng, không có nên nói. Lỡ mình có cảnh giới đó cũng không dám nói nữa mới đúng. Còn nếu mà đã nói ra là người này nhất định không có tồn tại. Còn nếu mà nói mà còn vẫn còn tồn tại là nó thành mê tín dị đoan. Tức khắc là thời gian nó có vấn đề. Thiệt ông đó thời gian có vấn đề liền. Te tua hết chứ. Thấy không? Nên thời gian Nhân Đức đi tu mười mấy năm, Nhân Đức muốn làm cái việc xác thực nè. Con người là con người xác thực. Rồi tâm địa thiện nó mới phát diễn ra cái việc lợi ích cho phần vô hình. Thấy không? Tâm thiện nó mới tốt cho phần vô hình. Thí dụ như bây giờ mình là người trong gia đình mà mình muốn siêu độ cho gia đình mình thì từ tâm an và tâm siêu của mình mà siêu độ. Tâm mình an thì sẽ cầu an cho người. Quý vị công nhận là khi chúng ta an tâm, ai gặp mình người ta cũng an tâm nhé. Khi cái tâm của mình mà tâm siêu thoát á, tâm siêu thoát là đối với chằng cảnh nó không buộc ràng mình. Tâm siêu thoát này thì tức khắc quý vị sẽ cầu siêu cho người thân được. Còn tâm an thì sẽ cầu an cho người ta được. Còn tâm mình bất an, tâm mình nặng nề với chằng cảnh thì sao cầu an cầu siêu. Suy nghĩ đi quý vị. Đó, nguyên lý này suy nghĩ đi là sẽ biết ra liền. Nên muốn cầu an khỏi cần ghi tùm lum giấy cầu an. Quý vị chỉ cần luyện chính mình được an. Mình được an, người ta vừa thấy mình là khỏi ghi cầu an cũng an nữa. Thí dụ Nhân Đức mà an tâm, quý vị ngồi nghe Nhân Đức nói chuyện là thấy an tâm. Nhưng nếu Nhân Đức mà bất an là Nhân Đức ngồi trên này Nhân Đức than thở. Than rồi thở. Than là buồn phiền, thở là thở ra gần chết. Thở ra là gần chết. Thấy không? Từ nơi đó thở ra là thấy gần chết rồi, thấy chưa? Còn cái này nếu mà nó an tâm là nó lên tự nhiên nó nói vèo vèo vèo, nó nhẹ nhàng, nó nói thoải mái, nó không có tiền bạc gì trong đấy chứ á. Quý vị nhớ nghe, dù quý vị có nói khéo cỡ nào nhưng mà cái tâm quý vị dính mắc là nó vẫn cảm thấy rằng cái người nghe nó bị nặng nề, nó không có giải thoát cái tâm được. Mình nói khéo léo tiền bạc vật chất rồi để cho người ta cúng á, là tức khắc nó có cái tâm đó là tức khắc nó nặng nề. Còn nếu như cái tâm quý vị mà giải thoát nhẹ nhàng, vì nói vì không có cần nói mấy chuyện gì, quý vị cũng không đặt vấn đề gì ai cúng cái gì chứ nha. Thầy sao hiểu rồi? Trời ơi, quý vị đến với người ta đi, đừng có cầu người ta đến với mình. Nó nhớ nè, mình hòa với người, mình là người niệm Phật hòa với người, chứ đừng cầu người hòa với mình nghe. Cầu người hòa với mình là sanh phiền não đó. Mình hòa với người trước đi. Mình là người tu hành, mình đến với người trước đi, đừng có cầu người đến với mình. Mình đến với người ta là đột phá vào tâm, người ta đến với mình nè. À, đây là rõ ràng nè. Nó quý vị coi á, người ta ở ngoài miền ngoài mà người ta gỡ vô mấy chục thùng bánh, người ta gỡ vô để cho người khiếm thị. Mà cho người khiếm thị mà mình cũng ké lắm nha. Cho đâu có hết. Người cái đâu có hết. Gỡ tới 2900 cái đặng. Cho người khiếm thị 2000 đi thì cũng còn 900, thấy chưa? Ăn đâu có hết. Một cái cắt ra làm 8. Hai bên đậu tràng ăn dư ra. Chiều nay mấy cô cắt cho quý vị ăn nữa. Chưa hết nữa. Thấy chưa? Tại vì một cái cắt ra làm 8.
Người ăn miếng là được rồi, nó đinh mà, thấy không? Nghĩa là người ta đem lại đây cho người khác mà mình được ké, mình ké thôi, đừng có giữ, thấy không? Giữ là mất công mệt lắm. Giữ thì phải mua phấn vẽ vô bàn để sợ kiến bò lên này kia, đúng không? Đưa người ta ăn đi. Khi đưa người ta ăn bánh in là lúc đó mình đã ăn được miếng rồi, mình đưa người ta ăn đi thì người ta sẽ đem bánh khác đem lại cho mình ăn bánh mới. À, thấy không? Đó, chấp chức gì cho nó nặng nề à? Nó gì mà nó nhẹ sơn. Khi có gặp bão tố hay gặp sắp đất sụp hay là cái sự gần chết gì mình cũng nhẹ nhàng lắm. Tại vì sao? Vì hai bên vai mình nó nhẹ nhàng, nó đi nhẹ. Còn nếu như mà nhiều thứ mà nó nặng gánh trên vai, sao quý vị đi nổi? Đi không nổi chứ đừng nói chi dẫn người. Nên cái người mà nó không có tâm giải thoát, hướng người khó lắm, không có hướng người ta được, không có nói được sao hướng. Thì mình nặng gánh quá, mình nói ra nặng gánh không à, mình nói ra than thở đủ chuyện hết trơn á, thì sao mà nói được người ta nghe. Nên chính là những chỗ này, những đức hướng dẫn Phật pháp, những đức thấy rõ ràng, nhẹ nhàng nhất là trong nội tâm mình nè quý vị. Những đức thấy mỗi ngày những đức sống vui là nhiều, ít bao giờ buồn, vui nhiều, phần nhiều cười nhiều, cười giết mà cái miệng nó đỡ rộng. Ngộ ghê luôn. Hồi xưa nó sân si cái miệng nó rộng ra, thì biết sao không? Vì khi sân si á nó hao năng lượng, mà khi hao năng lượng á cái mặt nó không có người mà đủ năng lượng nghe quý vị, cái mặt tự nhiên nó có thịt nhiều lắm. Hồi xưa cà má đâu có thịt chứ nghe, xương không à, hâu mà ở trong nó ra, mà cái miệng thì nó dảnh gì nè, ghê lắm. Hồi sáng cái chú trên Đà Lạt ổng xuống, ổng đem tấm giấy chứng minh, mà cái tấm giấy mà lái xe, bằng lái xe hồi xưa của Nhân Đức á, ổng đem xuống á. Nhân Đức nhìn, Nhân Đức nói trời ra bù cào rồi trời. Ghê thiệt à. Vậy đó mà niệm Phật từ 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 từ, cái tâm nó an lạc, cái tâm nó dịu, nó không có sân si, vậy ít sân si, ít phiền não, tức khắc từ 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 cái miệng nó đỡ rộng ra, rồi con mắt nó vừa vừa gọn lại hết. Nghĩa là nó điều tiết cái gương mặt mà nó đồng thanh đồng thủ lại. Ngộ ghê á, nghĩa là cái năng lượng nó phải tích tụ mới được. Mà muốn năng lượng tích tụ là phải niệm Phật, phải an lạc tâm, đối với trần cảnh đừng có nặng nề. Đừng có nặng nề về cái được cái mắt, cái khen cái chê, đừng có đặt vấn đề đó. Mình là con người mình khổ nhất là thường là khen thì mừng mà chê thì buồn. Tại sao mình bị cái ngoại cảnh xoay chuyển mình khổ quá quý vị? Khen cũng được mà chê cũng được, được cũng được mà mắc cũng được, kệ nó đi. Mà sống thì chân thành, nhiệt tình, chứ không phải là giải đãi bê tha, không phải. Đối với mình thì mình làm việc rất nhiệt tình, nhưng được là chúng sanh được, còn không được là do chúng ta không đủ duyên, chúng sanh không đủ phước rồi thôi. Chứ không phải là nói buông xả là mình giải đãi, mình bê tha, mình không có trách nhiệm, mình làm biếng, không phải đâu. Cái người làm biếng thì nói là mình mà gọi là nhiệt tình thì không đúng. Nhiệt tình nhưng mà không chấp cái đó, không chấp tướng, hiểu không? Vậy là đúng rồi đó. Nếu như quý vị mà từ cái khẩn thiết niệm Phật mà cái nghiệp chướng tiêu trừ là kiểm qua tâm là biết liền, càng tu càng nhẹ cái tâm là đúng rồi đó. Nếu càng tu mà cái tâm nó nặng, nào là sợ mắc chùa, nào là mắc đệ tử, nào mắc đồ chúng, không phải đâu. Đây là nghiệp chướng đó. Cái nghiệp chướng có nhiều người ta nói gì nè, thầy ơi nghiệp chướng con nặng lắm thầy. Những đứa hỏi nghiệp chướng ở đâu, thấy không? Không. Cho nghiệp chướng là trước mắt mình nè. Nghiệp chướng là hôm nay xả tiền mà tự nhiên về gác tay lên chén, trời ơi ngày nay xả mà không biết vài bữa làm được ra tiền không. Nghiệp chướng rồi nè. Hồi sáng á, chương trình vậy quay phim lại Nhân Đức buổi trưa lên ngồi coi Nhân Đức thấy quý vị tặng tiền cho người mù, Nhân Đức trong lòng nó trộn xuống, nó vui dữ cái chàng. Người ta tặng tiền cho người mù xong mình vui quá, mình coi mà vui quá. Đó. Đây gọi là nghiệp chướng tiêu trừ nè, thấy vui nghiệp chướng tiêu trừ. Chứ không có hỏi mấy cô là hồi sớm trả tiền xe nhiêu à, cho tiền người mù hết nhiêu rồi. Dạ nhiều lắm thầy ơi. Nghiệp chướng rồi đó, chướng rồi đó, chướng. Nghiệp chướng là chướng từ cái tâm mình là nghiệp chướng. Còn cái này không hỏi mấy cô mà lên coi thấy người ta tặng tiền cho người mù thì mình vui mình mừng, là tiệt nghiệp chướng tiêu trừ, hiểu không? Nó rồi đối với mình á, có chùa cao Phật lớn thì mình hành đạo thôi, chứ mình không có suy nghĩ sau này mình phải làm chủ ngôi chùa gì. Đây là tiêu trừ nghiệp chướng rồi đó quý vị. Còn đối với anh em, mình muốn cho anh em ai cũng
có thể nuôi người già, sau này mấy ổng có được cơ ngơ mấy ổng để nuôi người già, đây là nghiệp chướng tiêu trừ. Còn đối với Phật tử thì không có xin số điện thoại, không có hỏi số nhà, không phải lâu lâu mà điện thoại hỏi thăm để mà câu cho nó lâu dài, hiểu không? Không có câu, đến thì đến, không đến thì thôi, câu làm gì cho nó mệt. Thí dụ như mình là ông thầy hướng dẫn người ta tu mà mình đi câu người ta làm chi? Câu mà câu giàu không thì thua luôn á, chứ ngày không chịu câu, mù đâu không câu đâu, câu đại gia không à. Cái này là nghiệp chướng nè, quý vị công nhận không? Câu đại gia là nghiệp chướng á. Nó thí dụ như bây giờ đi đến chùa, một bên là đãi ăn uống, là bên giàu là đãi khác, nghèo là đãi khác, đây là nghiệp chướng nè. Còn bây giờ vô chùa mình giàu nghèo gì cũng vô bằng ăn hết trơn, vậy là tiêu trừ nghiệp chướng, thấy không? Nó chỉ cần có cái hình thức bị bám vào là nghiệp chướng. Đây là hình thức rõ ràng thấy, phải không? Nghiệp chướng thấy, chứ không phải là mù mờ nó rằng nghiệp chướng của con lớn lắm, nhiều lắm, ở đâu không thấy, vậy là mù mờ. Đây là nặng nề nghiệp chướng luôn, không? Chứ đừng có nói, phải không? Rõ ràng thấy chưa? Nên nếu quý vị coi về chùa mình thấy rõ ràng không? Có bao giờ mà những đứa điện thoại cho bất cứ một cô Phật tử hay là chú Phật tử nào không? Không, những đứa có biết số điện thoại đâu mà điện. Có đi đến đây 5-6 năm chờ mà bao giờ mà điện thoại hay hỏi han. Hoặc lâu lâu đến chùa những đứa hỏi ha, đi đâu lúc này sao không thấy đến con? Không có. Mà mình gặp ta mình kêu con cho mắc cỡ quý vị ơi. Mình thấy có nhiều người thầy cũng trẻ như mình, có trẻ hơn nữa nghe. Mà các ông sư huynh đệ mình ngày xưa luôn á, mà công nhận bây giờ mấy ông nói chuyện hay thiệt. Ông kêu Phật tử con ngọt xếp rồi chợ. Mà có những người ta già, ta lớn tuổi vô cùng, ông kêu con. Vậy đó, thôi, tôi không kêu nổi à. Con gì mà con chợ. Người ta già khăn mà kêu con gì. Nên ai mà nói chuyện với mình xưng con mất cỡ lắm quý vị ơi. Kỳ quá à. Những đức tuy là người xuất gia, người tu, nhưng mà cái lời nói, cách nói những đức là nó phải trang trải vào cuộc đời, chứ nó không có chịu mà nói đi ngược kỳ cục quá. Mình thấy người ta lớn tuổi vậy mà mình kêu người ta các con này các con kia, sao thấy nó kỳ quá à. Mà đúng ra thì người làm thầy thì kêu như vậy thì cũng được, nhưng mà mình thì không có kêu như vậy được. Nó nên cái chuyện mà nói mà kêu mà này các con là thầy biểu coi rồi tao cỡ kỳ cục gì đâu con, gì mà con, người ta lớn tuổi quá trời mà con cái gì mà ngang ngang mình, hoặc là người ta nhỏ mình vài tuổi cũng kêu con được. Nên những đứa mà gặp mấy cô, những đứa kêu cô, hoặc là lớn lớn mình kêu chị lắm. Nên kêu Phật tử kêu bằng chị, người ta kêu mình bằng gì, người ta kêu kệ mình, kêu người ta bằng chị à. Kêu như là cái tư tưởng ở ngoài thế gian sống vậy đó, những đứa kêu vậy đó. Lớn lớn những đứa là những đứa kêu chị lắm vậy đó. Nên có nghĩa là những đứa thích như vậy, chứ không có kêu mà con, trời kêu sao kỳ quá. Mới tu mà có khi mới đắp y lên ngồi nói chuyện à. Này các con, thầy nói cho các con nghe. Trời ơi, giận ốc mình. Được, nó kêu gì được đâu, phải không? Đó, nên đây là những điều chia sẻ rất chân thật, mà gọi là cái tiêu trừ nghiệp chướng là do cái chân thành niệm Phật mà ra cái tâm thoải mái. Cái tâm thoải mái, cái tâm an lạc, nó không bị trần cảnh buộc ràng, là nghiệp chướng tiêu trừ. Nên quý vị nhớ nè, gặp tịnh độ này rồi á, hai thời sáng tối cố gắng mà dụng công tu, cả ngày cứ lo niệm Phật, chân thật mà niệm, làm việc gì làm cứ niệm Phật đi. Còn chúng ta ai cũng còn ô nhiễm cái tâm đối với người thân hết trơn á, không ai mà không ô nhiễm đâu. Không nhiễm nhiều thì là nhiễm ít, không nhiễm ít thì là nhiễm nhiều, vậy thôi. Thì chúng ta cứ lo niệm Phật, niệm từ từ nó tiêu, nào mình cũng không hay nữa. À, thí dụ như bây giờ chúng ta nhiễm họ chúng ta buồn à, tiếp tục nhiễm nữa buồn à, nhiễm nữa buồn, từ từ mình niệm Phật với mình nói ô nhiễm họ không được gì chứ mà buồn hoài. Suy nghĩ lại, suy nghĩ từ từ cái này, thôi buông họ bớt đi, niệm Phật. Cái buông họ một chút cái niệm Phật ấy. Ủa buông họ một chút thấy an lạc quá. Cái tự nhiên đấy, thôi buông chút nữa cái niệm Phật an lạc nữa. Ồ buông họ nhiều thấy an lạc ghê ha. Cái tiếp tục cái thích niệm Phật, cái từ từ cái nhìn thấu buông xuống luôn. Còn nếu như mà mình chưa đủ cái lực đó mà tự nhiên mình muốn cố gắng mình buông, mình muốn bứt họ đi, coi chừng không bứt được mà nó quay nó bứt mình. Nó phải từ từ nhìn thấu và buông. Giống như mình á, cái người tín nguyện niệm Phật là giống như quý vị nhìn ra cái cổng chùa, thấy cổng chùa, quý vị muốn đi ra cổng chùa, phương hướng quý vị đã thấy cổng chùa, quý vị muốn ra cổng chùa, thì quý vị đi chậm hay đi nhanh gì dưới cái khả năng mình. Nếu như khả năng mình yếu thì mình đi từ từ, mình lết một chút cũng được, hoặc mình bước cũng được. Nhưng mà bước được một chút cũng bước nữa, chứ đừng có lùi lại. Đó là tín nguyện, là tiến tới mục tiêu, hiểu không? Thì cứ như vậy rồi từ từ rồi cứ cố gắng.
từ từ. Rồi quý vị chắc chắn là cả đời này là quý vị thành công. Chứ đừng có chạy một cái lùi lại, chạy tới lùi lại, cuối cùng mày đứng có một chỗ à, còn thua cái người mà đi chậm mà tao bước tới nữa. Hiểu không? Người tính nguyện niệm Phật là vậy đó. Nó nên á, mười mấy năm nay những đức niệm Phật á, càng niệm Phật rồi những đức không có chi cầu công phu, mà càng niệm Phật rồi những đức mới thấy ô thì ra là tất cả những người chi cầu công phu là những người ưa lao theo chằng cảnh. Những người mà chi cầu công phu tâm thanh tịnh là ưa chạy theo chằng cảnh, và họ ưa mà gọi là nghe cái gì hay cũng muốn chạy theo chứ. Tại vì sao? Vì chi cầu công phu. Còn nếu như cái người mà nguyện cầu sanh cực lạc, dùng tín nguyện làm đầu, khi tín nguyện này mà nó đi sâu rồi là người này nhất định không lao theo chằng cảnh. Nghe ai nói gì hay mình vẫn giữ cái vật hiệu của mình bình thường, mình cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, chứ không bao giờ bị chằng cảnh lôi kéo. Người này là tu đúng rồi đó, chắc chắn là vì càng tu càng thích, càng tu càng an lạc, mà hướng người cũng dễ nữa. Còn nếu như mà cái người mà chi cầu công phu nghe, là cứ nghe ai cái gì hay là nghe, cái gì hay là chạy theo, chạy theo cái thấy không được cái tiếp tục nghe cái gì hay chạy theo, chạy theo với từ nó mất phương hướng. Khi mất phương hướng rồi là quý vị thất bại liền. Nên tu tịnh độ thì đông, nhưng mà người giữ cái tâm thì ít, là như vậy đó. Nên những đức hướng dẫn quý vị thấy không, nói cỡ nào nói cũng nói về niệm Phật, không có nói dòng do tam quắc nhiều. Đó nên cái công đoạn này chư tổ dạy nè, phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng, nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành, hạnh chính và hạnh phụ cùng tu. Nội công là hạnh chính, đó là niệm Phật lễ Phật. Niệm Phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm niệm một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu tham sân si. Từ vô thủy kiếp đến nay, những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, và được Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm che chở và bao bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lại Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày lễ Phật chuyên lại A Di Đà Phật để sám hối. Trong quá trình lễ lại, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh nương vào sức bản thể nguyện của chư Phật, dùng sức mạnh sám hối để diệt trừ tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng. Chư tổ dạy là tất cả những vọng tưởng tham sân si đều quy về A Di Đà Phật. Lấy câu A Di Đà Phật làm vọng tưởng mạnh nhất. Nó lấy câu A Di Đà Phật làm vọng tưởng mạnh nhất luôn. Có nghĩa là tất cả những cái vọng tưởng, chúng ta là phàm phu, niệm Phật cũng là vọng tưởng luôn. Bây giờ vọng tưởng lục đạo cũng là vọng tưởng, mà niệm Phật cũng là vọng tưởng luôn. Nhưng mà chúng ta biết vọng tưởng niệm Phật đi vào nhất tâm niệm Phật, và từ nhất tâm niệm Phật đi vào nguyện lực niệm Phật, và chúng ta được giải thoát là từ cái vọng niệm này bước ra chỗ giải thoát. Còn vọng niệm của lục đạo luân hồi thì càng vọng niệm càng đi vào khổ đau, khổ đau càng trầm luân là từ cái vọng niệm lục đạo là khổ đau càng khổ đau. Còn vọng niệm niệm Phật thì từ vọng mà ra chân. Nó có nghĩa là lấy câu Phật hiệu đối với phàm phu mình cũng là câu Phật hiệu, cũng vọng niệm luôn. Chứ đừng có đặt vấn đề là niệm Phật phải là thanh tịnh tâm sao, mà chúng ta lấy câu Phật hiệu làm vọng niệm luôn, nhưng niệm lâu dài từ vọng ra chân. Còn lục đạo luân hồi là càng vọng đi vào vọng. Ghê chưa? Nó vọng của lục đạo là càng vọng đi vào vọng. Thí dụ như quý vị vọng niệm về của cải danh tiếng thì càng vọng đi vào vọng, không buông được, không buông được. Những đức coi bộ phim Bao Công có một công đoạn nha. Cái bà này là bà xa chồng bà, đúng ra cái thờ đó là người đàn bà khi mà chồng mất đi còn trẻ mà sống 30 năm mà người đàn bà này mà không tái giá nữa là được tặng một cái tấm biển, là một người đàn bà mà gọi là giữ cái phận tốt đẹp. Tấm biển này được nhà vua phong tặng luôn. Trời ơi, mà ở cái xóm nào mà được người đàn bà vậy là xóm đó là người ta được hãnh diện ghê lắm. Mà cái bà này là chưa được 30 năm, bà mới 20 năm mà ông quan ông về ông làm quan á, ông quan này ông cũng muốn cái xóm cái làng của ông là có người đàn bà mà được vậy là đặc biệt quá. Nên ông mới xin nhà vua ban cho bà này được một cái tấm biển mà một người đàn bà mà giữ cái phận mình tốt đẹp vậy đó, để ông cũng được nở mặt nở mày ông. Bà này thì chấp vào cái biển mà gọi là người đàn bà mà giữ chính tiết, còn ông kia là chấp vào ta là ông quan thanh liêm. Hai người chấp vậy nặng nề vậy đó,
Khi coi câu chuyện này mình thấy cũng hay nha. Chọn người đàn bà đó, từ khi mà được cái biển mà người đàn bà mà giữ phận mình, một người đàn bà chinh tiết mà khi chồng mắc rồi mà không bước thêm bước nữa đó quý vị. Từ khi bà có cái biển đó, một cái là bà đưa lên quy định là nhà của bà, trước cửa nhà bà là cách khoảng 10 thước là không một người đàn ông nào dám đứng trước cửa chứ. Bà có một đứa con gái, con gái bà lớn lên nghe, trời ơi bà nghiêm cấm con gái bà không cho con gái bà nhìn thằng con trai nào chứ. Trong khi con gái bà nó muốn trai muốn chết luôn, mà bà cấm đứa con gái, bà cấm đón đứa con gái mà bà khó, cực kỳ khó. Bà khó, đừng có nói nữa, bà khó lắm kìa. Sau này đứa con gái bà nó nói với bà rằng: mẹ ơi, từ khi mà mẹ có tấm biển này tới bây giờ thì tấm biển này giống như là cái gọi là cái ngục tù mà đang nhốt mẹ lại vậy đó mẹ ơi. Con thấy sao không có ngày nào vui hết chứ. Mà mẹ thì nặng nề vô cùng, cứ là tối ngày lo âu sợ là mình bị ảnh hưởng, mình tổn cái danh của mình không à. Mẹ sống như vậy khổ quá. Còn ông quan kia thì cứ tối ngày nói mình là một người thanh liêm, nên nó cứ là bảo bọc cái danh thanh liêm của mình. Cuối cùng thì cái bà này á, tự nhiên sao ông chồng á, nói rằng là chồng chết, nhưng mà vài chục năm sau ông chồng này ông lớn tuổi, ông già, ông xuất hiện. Vậy đó mà bà bảo vệ cái tấm biển chinh tiết của bà quý vị. Vậy mà bà bỏ thuốc, bà giết ông chồng bà luôn. Bà giết ông chồng bà xong, ông quan này xử thì bà mới nêu lên: khi tôi được tấm biển này thì ông cũng được nở mặt nở mày. Ông là một vị quan thanh liêm, cái nơi mà ông cai trị nó lại được tốt đẹp. Nếu mà đổ bể cái sự việc của tôi như vậy thì ông cũng bị ảnh hưởng luôn. Thì tức khắc ông này kết hợp với bà này, bà này thì giữ được tấm biển như vậy, giữ cái danh vậy, còn ông kia thì giữ cái danh là mình là quan thanh liêm, cái vùng mà mình cai trị là được rất tốt đẹp. Cái danh thôi quý vị, mà cũng như là ngục tù mà nhốt mình lại, thấy chưa? Xong những đứa coi đến công đoạn này, cái những đứa nói với người anh em ngồi kế bên, những đứa nói, mỗi lần những đứa nói chuyện mà Phật tử nó vỗ tay, đây không khéo là ngục tù đang giam hãm mình. Trời ơi, cái hứng của cái người mà giảng pháp quý vị, mà giảng pháp mà ta ngồi người ta nghe, mà ta vỗ tay người ta vui á, nó ngã mạng nó nổi lên dữ lắm. Nên đừng bao giờ nghĩ mình giảng pháp, cái ngã này lớn lắm á quý vị à. Cái ngã này không có nhỏ đâu. Thí dụ như bây giờ mình nói chuyện người ta nghe đông đúc, rồi ngày chủ nhật đồ thiệt đông đúc, lễ lộc đông đúc, người ta vỗ tay sùm á, lỡ mai mốt có chuyện gì không ai theo mình nữa, không ai đến nghe mình nữa, là nó nặng nề, nó khổ đau chết được luôn. Phải dùng mọi cách để làm sao mà nó hưng khởi lại. Đây vẫn là ở trong cái ngục tù của thế gian này buộc ràng. Nên những đức nhắc mình, những đức nói không bao giờ theo cái tấm gương của cái bà đó với cái ông quan đó được. Mày nói chuyện ai vỗ thì vỗ, không vỗ thì thôi. Nếu người ta cần thiết ta lên vỗ mặt mày cũng được, không có sao hết chứ. Mình miễn sao mình an lạc được quý vị. Đừng có đặt vấn đề gì quý vị ơi. Trời ơi, những đức thấy rằng là con người cái danh ghê thiệt quý vị ơi. Ồ, cái danh ghê lắm. Nó nên bởi hẩm những đức nói chuyện mà những đức nói rằng đây không phải quơ đũa cả nắm. Có những người đàn bà mà cả đời không có chồng khó chẳng ai. Quý vị mà coi dòng họ mình mà có bà cô bà dì mà không có chồng, trời cái bà này bà khó ác đạn lắm. Bà ấy đến nhà là bà nhìn ngó từng chút bà moi móc vậy đó. Khó lắm. Cái này là do gì vậy? Cái danh. Cái danh là nghĩ cả đời mình không có chồng là mình là người trong sạch, còn người ta không bằng mình, để cái danh này nó là giam hãm mình đó quý vị. Con người mà mình như vậy thì mình đừng có chọn nặng cái danh. Mà mình được như vậy mình phải nghĩ là mọi người, người ta có duyên vậy, còn mình là do cái duyên của mình vậy, thì mình nhẹ lắm chứ mình đừng có nghĩ mình hơn người ta. Nghĩ mình hơn người ta là bị cái danh buộc ràng liền, tức khắc mình bị cái ngục tù thế gian giam hãm liền quý vị. Những đức nó bảo đảm cái danh này nó lớn lắm. Nó cái danh này ghê lắm. Không khéo là đẩy thẳng mình xuống tam đồ ác đạo luôn. Nó nên khi mà đọc đến công đoạn này không, nó rõ ràng muốn tiêu trừ nghiệp chướng là đem tất cả vọng niệm quy về cái vọng niệm A Di Đà Phật. Niệm có Phật hiệu đi. Nên mười mấy năm nay những đức tu, những đức đâu có dụng gọi là nói công phu đâu, mà những đức đi tín nguyện niệm Phật. Mười mấy năm những đức một câu Phật hiệu niệm không thay đổi luôn. Ai thay đổi kệ, những đức không thay đổi. Cả người thầy hướng dẫn những đức mà ông thay đổi, những đức cũng không thay đổi luôn. Không thay đổi. Vì sao? Những đức biết rồi. Câu Phật hiệu này muốn đủ là đủ, muốn thiếu là thiếu. Trong câu Phật hiệu này nếu quý vị chân thật mà niệm là trong lục độ vạn hạnh có sẵn luôn. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ có ở trong câu Phật hiệu. Nếu chân thật mà niệm là có sẵn hết luôn. Nhưng do chúng ta có điều kiện nên thấy cái điều thiện thì phải làm.
Nên đây là nội công là một câu Phật hiệu. Còn ngoại công, chư Tổ nói nè, ngoại công là hạnh phụ có thể giúp thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Ngoại công chính là ăn chay và phóng sinh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày không nên làm điều ác, nhớ phải tu nghiệp lành. Việc cực ác chính là ăn thịt và giết hại. Vì thế muốn dứt điều ác, trước hết phải ăn chay. Việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sinh. Vì thế muốn tu điều thiện, trước phải lo chuộc mạng phóng sinh. Ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người tu Phật. Nếu như có thể nội công và ngoại công cùng tu, thì dùng nội công niệm Phật, lại Phật làm chính, lấy hạnh ăn chay và phóng sinh làm phụ. Cần phải hết lòng chí kính, nỗ lực tinh tấn thì sẽ thành tựu nhanh chóng. Quý vị nhớ nha, đây là lời dạy chư tổ sư có nhiều thời gian. Nhưng mà quý vị bây giờ, quý vị nhìn kìa, cái việc phóng sanh của thời đại bây giờ, nếu như quý vị phóng sanh mà nó còn vướng cái tâm, thì cái chương trình phóng sanh này quý vị nên quy về ăn chay trường. Ăn chay trường. Bởi vì gặp trước mắt mình một con vật bị nhốt mà quý vị có thể mua nó thả được, thì đừng có bỏ qua cơ hội này mà thả đi. Còn gặp ai phóng sanh mà đi được thì chúng ta gỡ tiền phóng sanh. Còn chúng ta thì không đi, ở nhà dụng cái gọi là cái nội công mà chính mình mà chánh hạnh niệm Phật này dùng đi. Rồi ăn chay là cái phương pháp mà thù thắng nhất để phóng sanh, ăn chay. Rồi sống hòa thuận gia đình là phương pháp thù thắng nhất để gọi là ăn chay và phóng sanh. Nhớ này, có những người ăn chay phóng sanh đi tối ngày nhưng mà về nhà thì bực bội chồng, bực bội con. Đây gọi là không phải ăn chay phóng sanh. Không phải ăn chay phóng sanh. Cái người ăn chay phóng sanh là phóng tất cả những cái tâm tham sân si, cái tâm không vừa lòng, cái tâm không vừa ý ra khỏi tâm mình mới là ăn chay phóng sanh. Phóng ra. Còn nếu như mỗi ngày đi phóng cái bên ngoài mà bước về nhà không vừa lòng chồng, không vừa ý vợ, không vừa ý con cái, không vừa ý gia đình, đi đâu cũng không vừa lòng, không vừa ý, người này là tích trữ nghiệp chướng chứ không phải là phóng sanh. Họ chỉ có cái phóng bên ngoài hình thức, không có thật chất của phóng sanh. Nên đi hoài nhưng không có kết quả của nội tâm. Nếu như thật sự dùng chánh hạnh niệm Phật làm chính, ăn chay, buông xuống cái tâm ác, đừng có buồn giận người ta, đây là thật chất niệm Phật ăn chay phóng sạch. Chắc chắn luôn quý vị. Cái công đức này, cái phước với duyên này quý vị biết không, nó lớn vô cùng luôn. Là từ đâu? Là nội tâm quý vị nó an lạc. Khi mà nó được vậy rồi, bắt đầu là cái công đức nó sanh. Mà công đức nó sanh nó điều tiết lạ lắm. Cái công đức nó điều tiết cho quý vị không phải là tiền bạc đầy nhà đầy cửa, không phải. Cái công đức nó không bao giờ mà cho quý vị mà tiền bạc đầy nhà đầy cửa. Mà cái công đức nó điều tiết cho quý vị là càng bao nhiêu xài bao nhiêu, càng bao nhiêu xài bao nhiêu, vừa đủ để xài nhưng nội tâm mỗi ngày an lạc. Đây gọi là công đức thanh tịnh tâm. Còn nếu như cái phước hữu lậu thì bắt đầu là nó tràn đầy nhà đầy cửa, nó tạo ra danh tiếng lẫy lừng, tiền bạc nhiều, người cung phụng người mình, cái người mà nâng mình lên làm cho mình ngã mạn, kiêu ngạo, rồi thấy tiền nhiều xài tầm bậy tầm bạ. Tức khắc đây là quý vị biết cái phước hữu lậu. Cái phước hữu lậu này nó đi thẳng vào tam đồ ác đạo. Còn cái công đức thiện căn thì nó làm cho tâm thanh tịnh, biết đủ và thường vui. Nó quý vị biết là tu ra công đức hay không là quý vị sẽ biết cái nội tâm mình á. Còn cái người mà gọi là danh hữu lậu, phước hữu lậu thì bắt đầu là trời, nó cung phụng mình, nó nâng mình lên nghe, nó lại mình như ông vua vậy đó. Rồi bắt đầu là thời gian nó hạ bệ mình. Rồi là lúc đó quý vị sẽ đau khổ cung cực luôn. Đây là chạy theo phước hữu lậu mà không chịu dụng gì chánh hạnh niệm Phật. Bỏ chánh hạnh mà đi làm trợ hạnh. Nên cái người niệm Phật, nhiều người bây giờ là trợ chánh không phân minh. Nên tức khắc tu nhưng không kết quả. Nên những đức đã niệm Phật cũng không hiểu nhiều, nhưng mà nhờ may mắn là không hiểu nhiều nên nắm được câu Phật hiệu niệm đến cùng. Những buổi học tập này quan trọng lắm nè quý vị, rất là quan trọng đó. Nên tất cả người chúng ta nên khẳng thiết niệm Phật đi, lấy đây làm chính hạnh. Rồi xong mình muốn giảng sanh thì mình không nên ăn thịt chúng sanh, mà mình nên ăn chay trường đi. Nó cái tâm thiện, hiền hậu, đối với bổn phận làm vợ thì hiền, không có chửi mắng chồng. Lỡ chồng ăn nhậu về nói này nói kia mình nhịn, đó là ăn chay phóng sanh đó. Nó ăn chay phóng sanh là gì đó. Bây giờ mình biết niệm Phật mà mình chưa ăn chay trường, nhưng mà mình nhịn chồng, mình hòa với chồng, mình thuận vợ, mình hòa với vợ, người này mới là người ăn chay chân chánh này. Còn cái ăn chay trường mà mở miệng ra cái sực chồng, cắn chồng, chửi chồng mà thua luôn, hổn như quỷ ăn chay. Mặt như bà Trần nhưng mà ăn chay, cái mở miệng ăn chay, ăn chay, ăn chay, buông ra cái đó, ăn chay gì mà kỳ cục cái trời.
Anh trai nó phải hiền lại chứ. Anh trai mà quay qua chửi chồng sùm chứ, rồi vẽ tranh trước mặt quý thầy thì thầy về nhà. Tôi tu trong chùa vô Phật đó nghe, gần Phật nó về gặp ông muốn làm quỷ rồi đó. Phải không? Cái này không phải ăn chay trường đâu. Chay trường vậy không đúng đâu. Người ăn chay niệm Phật là mình sửa tính mình, nó hiền hiền lại đi. Ngày xưa ngày chửi chồng 3 lần, bây giờ chửi 1 lần. Sửa được 2 lần là ngon rồi đúng không? Rồi niệm từ 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 sửa luôn. Nó sửa vậy là đúng ăn chay niệm Phật rồi. Đúng không? Bây giờ còn ăn mặn mà sửa tính vậy cũng là người ăn chay nữa đó. Rồi từ từ ăn chay luôn là nó tốt. Nó, nên có những người mà biết Phật pháp mà tu cứ lúc nào cũng tôi tu như dưới quê ấy, mà nhiều khi quý vị biết rằng cứ là bạn áo dài đi ngông ngoài đường, trời ơi so đo tính toán từng chút luôn. Ngày xưa dưới quê mà còn nhỏ nhưng mà nhiều đứa biết lắm, nghe mấy người lớn nói cái ông đó tu hành mà tính toán còn cái thứ gì nữa. Đất đai nó tính từng chút vậy đó. Mua bán trời nó tính từng chút vậy đó. Còn lúa mà gọi là như thế nào, lúa mà sắp sửa mà cắt á, quý vị biết rằng nó bán cho người ta mà bán ký á, quý vị bắt đầu là trước thời gian nó bắt đầu cho nước vô, lúa chín rồi mà cho nước vô nghe, bơm nước vô để làm chi, bắt đầu nước nó rút lên cây lúa nó rút lên cái hộp lúa nó chín rồi mà nó bị tươi, cuối cùng cái căn ký nó nặng. Trời tu mà tính có thiết ghê thiệt. Xong cái người ta mua gì cái người ta phơ cái nó nhót lại, cái người ta bị lỗ, nó gì ghê không. Mà tu mà tính vậy đó. À, mà biết tu nghe, mà quý vị biết rằng mướn người ta mặn nghe, trời tính giờ khắc từng chút vậy đó. Mà làm thêm thì không có trả tiền thêm đâu, mà cho ăn thì keo kiệt vô cùng. Tu như vậy không ai ham đâu quý vị à. Tu vậy không ai ham đâu, thật sự mà nói tu vậy không có đúng tu đâu. Mình tu con người mình phải mở rộng tâm lượng mình ra, chứ tu gì mà keo như kẹo kéo vậy đó. Còn đến chùa cúng dường cho Phật thì như thế nào? À, tiền lẻ rẹt bỏ mà keo, mà bỏ chậm ri. Còn người ta mà rộng rãi thì biết không, gút xẹt nhanh lẹ, không có kiểu mà 200 thôi, Phật không biết xài 200 nữa. 20 Phật xài 20 thôi, 200 để con xài. Phật thời thế khó khăn, Phật xài tiền lẻ đi, để tiền chẳng cho con. Tết nhất tớ rồi Phật ơi, chuẩn bị mua cái đầm cái riếp 1 triệu 2 triệu đó. Phật để cho con mua đi, Phật xài 20 thôi nghe Phật. Không, ở nhà tính đi đến chùa cúng 1 triệu, ngồi suy nghĩ triệu sao thấy nhiều quá, 800 đi đến tới chùa cái 500 gặp ông thầy hồi 400 Tội rồi, cái tâm này mà cái tâm cúng dường tam bảo mà nó công đức thì nghĩ đi, nó thôi mình là người tu hành quý vị, mình ăn thì hết, mình cho người ta ăn thì còn, tâm nghĩ như vậy đi là nó nhẹ nhàng đi, đừng có cái gì cũng để cho mình ăn không hết, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mình cho thì còn. Cái tâm mà như vậy thì tức khắc nó mở rộng, mà cái phước đời này xài không hết, nó là truyền trao cho nhiều đời nhiều kiếp sau, mà con cái học theo gia đạo nó hưng thịnh. Thật sự mà nói cái tâm niệm Phật mà cái tâm rộng lớn thì vì cực lạc thì quý vị chấm dứt khổ đau rồi, hưởng đâu có hưởng cái phước hữu lậu nữa đâu, hưởng cái phước vô lậu. Phước này phước thanh tịnh tâm. Nó nên đây là tiêu trừ nghiệp chướng nè, thấy không? Có nhiều người chúng ta tuy niệm Phật nhưng nói về khẳng thiết thì mình chưa nên có khẳng thiết niệm Phật. Nghĩa là có khi mình niệm nó niệm lơ lơ vậy thôi, chứ chưa phải là khẳng thiết. Có nhiều người chúng ta 70-80 tuổi nhưng mà có khi mình nghĩ rằng là mình còn sống lâu nên không khẳng thiết được. Cái người mà khẳng thiết niệm Phật ấy, là cái người mà không có nghĩ mình sống lâu đâu thì nó mới khẳng thiết được.
Còn nếu mà nghĩ mình còn sống lâu lắm thì tức khắc mình niệm Phật lơ 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 lơ, vì mày nghĩ mình là còn thời gian dài mà không cần thiết. Có khi chiếc máy bật lên cái bắt đầu là mình để chiếc máy nó niệm, chứ mình không có một cái tâm mà mình hướng theo, mình chân thật niệm đâu, nên chưa phải là khẩn thiết. Cái người như vậy chỉ là văn danh thôi chứ không khẩn thiết. Khẩn thiết là nó phát từ tâm này nè. Cái người mà niệm Phật mà nó tiêu nghiệp trước là cái người nó khẩn thiết niệm Phật, nó mới tiêu trừ được nghiệp trước. Khi một con người mà nó khẩn thiết niệm Phật là đối với mình mà cái việc mà như bệnh hoạn hay là nói về khổ đau hay nói về sự trở ngại, hình như là nó không trở ngại được mình, thì lúc đó nó mới khẩn thiết được. Nhớ nghe quý vị. Còn nếu như mà mình mà là người tu, người niệm Phật mà gặp sự trở ngại gì chút xíu thôi là mình muốn bỏ cuộc, thối tâm, đây không phải khẩn thiết. Giống như là thấy người ta đi niệm Phật, mình đi theo niệm Phật, nghĩa là làm theo vậy thôi, chứ không có cái gì gọi là trong tâm của mình chân thật tha thiết mà mình niệm Phật hết chứ. Vậy thì nghiệp chướng không tiêu trừ được. Cái người mà tiêu trừ nghiệp chướng là sao? Cái người này là ít bao giờ mà buồn phiền, ít bao giờ mà buồn phiền, là cái tâm họ không có nặng nề cái việc mà được mắt đâu, nặng nề đâu. Đó. Nghĩa là cái người này chỉ có một cái tâm quyết là đời này phải giảng sanh. Tâm quyết của họ đời này phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Đó là một con người mà gọi là khẩn thiết niệm Phật. Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ quý lắm, như quý vị thấy như ngày hôm nay, thấy không? Nếu không phải pháp môn niệm Phật, không phải hướng người ta niệm Phật, không phải là cái duyên người niệm Phật, làm gì có cái chuyện mà mình tổ chức chương trình người khiếm thị mà đông vậy quý vị? Những đức thấy rằng chương trình người khiếm thị này là những đức thấy rõ ràng là nhìn cái duyên niệm Phật là thù thắng lạ thường. Nó thật sự mà nói nó lạ thường thiệt luôn. Vì đâu mà người khiếm thị nó đông không tưởng tượng được, giống như nó tập trung hết trơn con người khiếm thị của một nước luôn quý vị. À. Mà họ nghe mình nói chuyện họ thích nghe. Ừ. Giống như cái duyên người niệm Phật là nó duyên cái chúng sanh. Cái duyên của người niệm Phật là nó duyên cái chúng sanh quý vị. À, lạ lắm. Từ nơi đó đó mình gặp được pháp môn niệm Phật này mình phải chân quý. Phải có một cái tâm chân quý. Chứ nếu mà không có tâm chân quý, tu giữa chừng cũng bỏ cuộc à. Dễ bỏ cuộc lắm. Nên mình phải biết nắm bắt cái nhân duyên này mình tu. Nên trên những buổi chia sẻ Phật Pháp như buổi sáng, buổi chiều gì nè, những đức ưa nói, mình sống trong cái thời đại nhiều kiếp nạn mà mình muốn làm cái chuyện gì lớn lao cao xa. Những đức thấy là hiện tại trong cái thời đại này không có chuyện gì lớn bằng chuyện niệm Phật, và cũng không có chuyện gì lớn bằng cái chuyện mà phiên người ta niệm Phật hết chứ. Hình như là trong cái thời đại bây giờ chúng ta không có làm cái chuyện gì thế gian mà nói là việc đó việc lớn, sự nghiệp lâu dài, con cháu gì sao. Những đức thấy là niệm Phật là để cái đức cho con cháu lớn nhất. Mà mình biết niệm Phật, dạy con cháu niệm Phật, những đức thấy đây là cái đức lớn nhất. Mà chính những đức niệm Phật, những đức thấy mình vui, mình an lạc, mình làm được một số việc có ý nghĩa. Nếu như con cháu mình từng đời mà nói như vậy thì tuyệt quá, nó đặc biệt quá. Bây giờ nói gì nữa giờ. Mình nói thí dụ như bây giờ dù con cháu mình nó làm việc lớn lao cỡ nào đi chăng nữa, nó làm giám đốc, nó có công ty lớn gì đi chăng nữa, nhưng mà nếu nó không biết tu, quý vị coi, nó lao theo trần cảnh mỗi ngày, nó khổ chọc da đầu luôn, chứ nó có gì đâu mà an vui đâu. Nhưng đức thấy cái này không phải là cái niềm vui sướng của một con người mà mỗi ngày là chúng ta làm nô lệ cho vật chất của cải, chứ nó có cái gì đâu vui sướng quý vị. Cái niềm vui sướng là mỗi ngày chúng ta tâm thiện, nghĩ thiện, làm thiện, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Những cái điều này mới là người cảm thấy có phước. Nhưng đức thấy rằng chúng ta càng tu rồi cái tâm mình nó nhìn thấu, nó buông xuống. Giống như mình có cơ hội bây giờ mỗi ngày thì cùng nhau niệm Phật, mỗi ngày nuôi các cụ già, mỗi ngày phiên người ta tu giải thoát,
rồi tất cả những cái việc bố thí cúng dường đủ duyên thì chăng thật làm, hai tháng có cơ hội xả một lần. Thấy không? Hai tháng có cơ hội xả, nó xả đúng nơi đúng chỗ, nó xả nghĩa là xả mà quy tụ con người để xả. Xả không có là gọi là xả chút mà nó quy về một lúc luôn, nó quy về chùa luôn á. Bây giờ là chùa mình mỗi lần chương trình người khiếm thị là đông vậy đó. Là cứ là hai tháng để dành tiền được chừng số tiền đó đâu. Có nghĩa là cái đặc biệt nhất của mình là kinh nghiệm. Khi mà làm chương trình người khiếm thị này, đừng có nhìn người sáng hay người khiếm. Sáng khiếm chứ ngồi đó đưa tay thì nhận, không có nói chứ. Đó là tự tại nhất, không phiền não. Rồi cái này là kinh nghiệm rồi, đã trải qua hết rồi. Có những thời gian những đức sắp xếp, những đức nói coi sắp xếp cho người khiếm thị ngồi riêng biệt, người sáng mắt ngồi riêng biệt, là cái tâm nó phân tách. Lúc đó khi làm việc nó nặng nề lắm quý vị, nặng nề lắm. Sau này từ từ những đức kinh nghiệm, đức nói thôi vô ngồi chung hết, ai cũng ngồi chung hết, ai nhận thì chúng ta tặng. Lúc đó nó mới cảm thấy tự tại. Nghĩa là trong công việc làm nó có kinh nghiệm từ từ nên nó mới tồn tại nè quý vị. Nếu như mà nó không có mà nhận thức cái kinh nghiệm là chắc chắn là nó rớt liền, không nói chứ nghe. Phiền não tức nghỉ làm. Có những người ta gặp như đức ta nói nào là người khiếm thị họ tính tình gì nè, rồi những người mà khiếm thị thuê xe rồi gì nè, rồi thầy trả tiền xe vậy là dễ quá nè. Những đức bỏ ngoài tay chứ, những đức nói không có quan trọng nữa, nó làm thì cứ làm đi. Những đức thấy làm cũng đâu có thiếu gì đâu. Nên trong tâm bây giờ của những đức nha quý vị, nó thật lòng nha, trong tâm của mình muốn niệm Phật giảng sanh nên con người của mình đó quý vị. Cảm thấy rằng ai mà đem tiền đưa cho mình là những đức thấy cái đó là gánh nặng. Những đức mong là chư Phật Bồ Tát cho mình là có cuộc sống, khi làm cái gì làm được rồi, khi trong chúng chùa cái gì cần lo cho cụ thì lo được rồi, đừng có cho dư tiền. Đừng có cho dư tiền. Nên những đức nói ai mà đem tiền đưa cho mình, những đức nói rằng đây là gánh nặng. Không phải mình vui, cũng không phải là mình ham, cũng không phải là mình kêu gọi, mà cảm thấy đó là gánh nặng, chứ không phải là cái chuyện tốt lành gì. Còn thà mình chung chung như vậy, hai tháng tự nhiên chương trình khiếm thị mình có một chút mình làm với khả năng mình thì được. Nhưng mà tự nhiên ai cầm tiền đưa cho mình, nói đưa cho mình để làm Phật sự này Phật sự kia, những đức nói tôi có Phật sự gì làm, quý vị muốn làm gì thì quý vị làm đi, đặt máy nghe pháp hay cái gì đó quý vị làm, quý vị tặng người ta, vì cái chân thật làm đi, cứ chỉ cần như vậy là được. Những đức thấy rằng là nó càng nhẹ chừng nào thì càng dễ đi chừng đấy, càng nhẹ thì càng dễ đi, đừng có nặng gánh quý vị. Mà chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.